sau khi sát hại anh Võ Thành Tuấn, 27 tuổi, ngụ thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng tại nhà riêng của mình, Trần Quốc Vũ, 31 tuổi đã chở xác nạn nhân tới dãy cà phê cách hiện trường khoảng 25 km để chôn. Trong lúc cả nước đang cuồng nhiệt cổ vũ cho trận chung kết giải vô địch U23 châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan, thì các cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 công an tỉnh Lâm Đồng lại lặng lẽ phối hợp với công an huyện Di Linh và các đơn vị chức năng quyết tâm dồn sức làm sáng tỏ sự mất tích đầy bí ẩn của anh Võ Thành Tuấn, 27 tuổi, ngụ tại thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh. Trước đó, ngày 24 tháng 1 năm 2018, công an huyện Di Linh nhận được trình báo của ông Võ Thành Trọng, 58 tuổi, ngụ thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc về việc con trai Võ Thành Tuấn, tên thường gọi là Tướng, mất tích khi đi đòi nợ một số người ở trong thôn từ ngày 23 tháng 1. Đáng chú ý, chiếc điện thoại của anh Tuấn đem theo vẫn đổ chuông, nhưng gia đình gọi cả trăm cuộc mà không có ai nghe máy. Từ lời trình báo của ông Võ Thành Trọng cùng những thông tin xác minh ban đầu, công an huyện Di Linh nghi ngờ Võ Thành Tuấn có thể đã bị sát hại trong lúc đi đòi nợ vào ngày 23 tháng 1. Lãnh đạo công an huyện Di Linh đã khẩn trương báo cáo vụ việc lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Với con mắt nghiệp vụ tinh tường, sau hàng chục năm đánh án, nhận thấy sự việc có dấu hiệu của một vụ án mạng, Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã cùng tổ công tác tới hiện trường, chỉ đạo phòng PC45 cùng Công an huyện Di Linh và các đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ sự mất tích của anh Võ Thành Tuấn. Một số đối tượng thuộc diện tình nghi có liên quan đến việc làm ăn, vay mượn, nợ nần với anh Võ Thành Tuấn đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan công an. Trong đó nổi cộm lên là Trần Quốc Vũ, 31 tuổi, ngụ cùng thôn Đồng Lạc 1. Năm 2010 đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích nhưng được hưởng án treo. Vũ cũng chính là bạn thân của anh Võ Thành Tuấn từ nhỏ. Nhà mẹ đẻ của Trần Quốc Vũ và gia đình anh Võ Thành Tuấn sát nhau. Từ khi lập gia đình 3 năm nay, Vũ mới chuyển lên chỗ ở mới, cách nhà anh Tuấn khoảng 1,5 km. Nhiều năm qua, Trần Quốc Vũ là con nợ kinh niên của gia đình anh Võ Thành Tuấn. Hiện đối tượng này đã ly thân vợ và sống một mình trong 5 gian nhà xây tại một địa điểm vắng ở thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc. Ngày 25 tháng 1, Trần Quốc Vũ đã bị cơ quan công an triệu tập để lấy lời khai. Tuy nhiên, đối tượng này khẳng định không liên quan đến sự mất tích của anh Tuấn và cố tìm mọi chứng cứ để chứng minh mình là người ngoại phạm. Cụ thể, đối tượng này trình bày vào ngày 23 tháng 1 không có mặt ở huyện Di Linh mà đi Đà Lạt thăm vợ đã ly thân, đang làm việc ở Đà Lạt. Ngay sau đó, một loạt các biện pháp nghiệp vụ đã được triển khai tập trung vào đối tượng Trần Quốc Vũ. Từ nguồn tin của trinh sát, phòng PC45 Công an tỉnh Lâm Đồng xác định vào ngày 23 tháng 1 Trần Quốc Vũ không phải đi Đà Lạt như khai báo mà vẫn xuất hiện tại địa phương với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Đặc biệt, cơ quan công an phát hiện vào khoảng 12 giờ 50 phút ngày 23 tháng 1, Trần Quốc Vũ đã dùng xe gắn máy chở một thùng các tông lớn di chuyển theo hướng từ xã Đinh Lạc lên xã Tam Bố, huyện Di Linh, theo lối những con hẻm nhỏ. Khi chứng cứ vụ án đã được củng cố, ngày 27 tháng 1, Đại tá Phạm Hồng Tuấn, trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục cho triệu tập đối tượng Trần Quốc Vũ để lấy lời khai. Lần này với những chứng cứ không thể chối cãi, sau một ngày quanh co khai báo, Trần Quốc Vũ buộc phải thừa nhận mình chính là người đã sát hại anh Võ Thành Tuấn vào trưa ngày 23 tháng 1. Tuy nhiên, đối tượng này không chịu khai ra vị trí đang giấu xác nạn nhân, mà ra điều kiện với cơ quan điều tra chỉ khai báo cụ thể và chỉ địa điểm chôn giấu xác nạn nhân sau 12 giờ trưa ngày 28 tháng 1. Đây cũng chính là ngày diễn ra đám cưới của em trai Trần Quốc Vũ. Sáng 28 tháng 1, bước đầu Trần Quốc Vũ khai nhận do dính vào cờ bạc, cá độ thua nhiều nên thường xuyên phải vay mượn tiền của gia đình anh Võ Thành Tuấn với số lượng lớn và lãi suất cao. Đến nay, sau nhiều lần trả, vẫn còn nợ gia đình anh Tuấn 15 triệu đồng. Thời gian gần đây, Vũ luôn bị gia đình anh Tuấn gọi điện thúc giục trả nợ và còn cho đàn em đe dọa. Trưa 23 tháng 1, anh Võ Thành Tuấn lại điều khiển xe gắn máy đến nhà Trần Quốc Vũ để đòi khoản tiền 15 triệu đồng mà Vũ còn thiếu. Tại đây, do Vũ chưa có tiền trả cho Tuấn nên giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Vũ bị anh Tuấn đánh nên đã đánh trả vào vùng mặt anh Tuấn, khiến nạn nhân ngã gục xuống nền nhà. Thế vậy, Trần Quốc Vũ nảy sinh ý định sát hại nạn nhân nên đã dùng sợi dây dù tác động vào cổ anh Tuấn cho đến tắt thở.
Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Trần Quốc Vũ đã ra phía sau nhà lấy cái túi ni lông và bao tải, trùm xác nạn nhân lại, sau đó cho vào một thùng các tông lớn, loại thường dùng để đựng tủ lạnh, buộc lên xe gắn máy chở đi chôn cất ngay giữa ban ngày. Địa điểm mà đối tượng này hướng tới để chôn giấu nạn nhân là dãy cà phê của cha mẹ đẻ tại khoảnh 15 tiểu khu 645 xã Tam Bố, huyện Di Linh, cách hiện trường gây án khoảng 25 km. Đây là khu vực cách biệt với khu dân cư, việc đi lại vô cùng khó khăn hiểm trở do địa hình đồi núi dốc mạnh. Quá trình chở nạn nhân đi chôn giấu sợ bị mọi người phát hiện, Trần Quốc Vũ không chọn đường lớn là quốc lộ 20 mà chạy quanh co theo những con đường trong hẻm nhỏ. Sau khi chôn giấu nạn nhân vào một ụ mối trên lưng chừng một quả đồi trong giữa dãy cà phê của cha mẹ đẻ, Trần Quốc Vũ đã kiểm tra ví của nạn nhân, lấy 274.000 đồng cùng chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng. Chiếc thùng các tông cùng một số vật dụng cá nhân của nạn nhân sau đó bị Vũ châm lửa đốt. Trở về nhà để tránh bị phát hiện, đối tượng này tiếp tục lấy điện thoại và xe gắn máy của nạn nhân điều khiển xuống giữa đèo Bảo Lộc, đoạn gần tượng Đức Mẹ, ném tất cả xuống vực, rồi bắt xe khách ngược về nhà mình. Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay từ đầu cơ quan công an đã nhanh chóng xác định đối tượng Trần Quốc Vũ chính là nghi phạm đã sát hại nạn nhân Võ Thành Tuấn. Tuy nhiên do địa hình đi lại quá hiểm trở và rộng, nên sau 2 ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng vẫn chưa thể tìm được chính xác vị trí Trần Quốc Vũ chôn giấu anh Võ Thành Tuấn. Trong khi đó, làm việc với cơ quan công an, đối tượng này vẫn một mực khẳng định không liên quan đến sự mất tích của anh Võ Thành Tuấn. Từ ngày 25 đến ngày 27, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Lâm Đồng, công an huyện Di Linh và các đội nghiệp vụ đã phải truy lùng theo dấu vết của Trần Quốc Vũ từ khi gây án cho đến lúc chở nạn nhân đi chôn giấu để phi tang. Chỉ khi cơ quan công an đưa ra những chứng cứ không thể chối cãi thì đối tượng này mới chịu thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, Trần Quốc Vũ không khai báo ngay vì trưa ngày 18 tháng 1 là thời điểm diễn ra đám cưới của em trai hung thủ. Nếu khai báo mọi chuyện vỡ lở, có thể gia đình bị hại sẽ kéo tới quậy phá đám cưới này. Mặc dù vậy, do lường trước được mức độ phức tạp của vụ việc, Đại tá Vũ Nhân Khánh đã chỉ đạo công an huyện Di Linh phải giữ được sự an toàn cho đám cưới của em trai Trần Quốc Vũ. Đúng như dự đoán, trong lúc đám cưới đang diễn ra, nhiều người đã kéo tới vây quanh, nhưng cơ quan công an đã có mặt kịp thời, ngăn cản nên không để tình huống xấu xảy ra. Đầu giờ chiều ngày 28 tháng 1, sau khi đám cưới em trai kết thúc, đối tượng Trần Quốc Vũ mới chịu chỉ vị trí chôn giấu anh Võ Thành Tuấn. Cơ quan chức năng đã lập tức dẫn giải Vũ tới nơi chôn giấu anh Tuấn để xác định vị trí. Để vào được hiện trường, cơ quan công an đã phải sử dụng tới loại xe Jeep chuyên dụng dùng để leo đồi núi của lực lượng kiểm lâm. Sau hơn 40 phút di chuyển bằng xe chuyên dụng, đến cuối một con đường mòn dẫn vào chân núi thì khu vực chôn giấu anh Võ Thành Tuấn cũng hiện ra. Đó là một dãy cà phê rộng lớn giáp ranh với khu rừng già nguyên sinh. Tại hiện trường, nạn nhân Võ Thành Tuấn được chôn giấu trong một ụ mối hình hàm ếch. Sau khi vùi lấp khoảng 40cm đất, Vũ đã dùng lá cây và cành củi khô phủ lên bề mặt, rất khó phát hiện. Lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật xác nạn nhân để khám nghiệm và bàn giao cho gia đình nạn nhân đưa về nhà lo hậu sự. Tối cùng ngày, Trần Quốc Vũ bị dẫn giải về nhà riêng tại thôn Đồng Lạc 1 để thực nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra. Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quốc Vũ, sinh năm 1987, trú tại thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, về tội sát hại anh Võ Thành Tuấn, chủ nợ của Vũ, rồi đem chôn trong dãy cà phê để phi tang. Theo hồ sơ vụ án, ngày 23 tháng 1 năm 2018, Công an huyện Di Linh nhận được đơn trình báo của ông Võ Thanh Trọng, sinh năm 1960, về việc con trai là Võ Thành Tuấn đi đòi nợ rồi mất tích. Điện thoại của nạn nhân vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ khoanh vùng các đối tượng tình nghi, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng xác định đối tượng Trần Quốc Vũ đã sát hại anh Tuấn, nên ngày 24 tháng 1 đã triệu tập Vũ để lấy lời khai, nhưng hắn một mực phủ nhận liên quan đến sự mất tích của nạn nhân. Sau 3 ngày tập trung đấu tranh, sáng 28 tháng 1, Vũ thừa nhận hành vi giết anh Tuấn, chôn xác phi tang để che giấu hành vi phạm tội. Kết quả điều tra xác định đối tượng Vũ ham mê cờ bạc, thường xuyên vay tiền của anh Tuấn và còn nợ 15 triệu đồng và bị anh Tuấn điện thoại đòi nợ. Ngày 23 tháng 1 năm 2018, Vũ hẹn anh Tuấn đến nhà mình lấy tiền. Tại đây đối tượng dùng dây dù sát hại nạn nhân và đem xác đi phi tang. Tại phiên tòa, bị cáo khai quanh co cho rằng do khi anh Tuấn đến nhà, giữa hai bên xảy ra xô xát, bị anh Tuấn đánh nên hắn mới ra tay sát hại nạn nhân.
Tuy nhiên lời khai này phía bị hại không chấp nhận, cho rằng Vũ gọi điện thoại lừa anh Tuấn đến nhà là đã có chủ mưu giết người quỵt nợ. Sau khi nghị án, căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Quốc Vũ mức án tù chung thân về hai tội danh giết người và cướp tài sản. Thưa quý vị và các bạn, vay nợ là quan hệ dân sự diễn ra bình thường vì ai cũng có lúc khó khăn, cần có một khoản tài chính nào đó để chi tiêu, giải quyết công việc cần thiết. Tuy nhiên sau khi vay, người vay nên có kế hoạch trả nợ và trả triệt để món nợ đã vay. Nếu thực sự quá khó khăn, chưa có khả năng trả nợ thì phải có thái độ hợp lý với người cho vay. Về phía người cho vay, trong quá trình đòi nợ nên tránh những hành động gây bức xúc về tâm lý cho cả hai bên. Vì nếu vượt quá giới hạn, có thể người cho vay sẽ vi phạm pháp luật. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.